Mèo tôm trong nhà hát. Các bạn ơi, các bạn có thấy mèo Angela của tụi tớ xinh không nhỉ? Mà mèo tôm của chúng mình đâu rồi? Nhanh cái chân lên nào. Ui, các bạn nhìn mặt của mèo tôm kìa, điểu quá đi. Tôm chán quá ngủ mất rồi. Chú mèo của chúng ta đang mơ thấy gì vậy này? Giọng hát phía ngoài đã làm chàng ta giật mình. Giờ thì tôm lấy máy ra chơi game. Angela thì vẫn rất là hào hứng. Ui, thế là mất máy rồi. Tôm chúa ghét mấy cái ca nhạc kiểu như thế này. Đồ chơi nhiều quá. Cơm no, rượu say, bét tài lè nhè. Xin chào các bạn, tớ là Angela. Trời ơi, cái gì cũng không có, phải nấu gì đây? Tôm đây, tớ có cách này. Bây giờ cậu phải làm như thế này nhá. Trông tớ đây này. Tuyệt vời quá, ngon quá đi. Hôm nay chúng ta lại được bữa cơm no rượu say rồi. Báo động đỏ. Trời ơi, mắc tiểu quá. Để tôi giúp bạn nha. Lại buồn tè rồi. Làm cái bỏ mẹ gì vậy? Ấn vô cái nút xem nào. Có nhanh lên không thì báo. Thôi anh ơi, anh đừng trêu tôi nữa mà. Xin đấy. Ngoài biển có gì vui? Ui cha, đáng đời anh Tôm. Mèo Tôm là thợ sửa xe. Có cách rồi, để đó cho tớ. Úi giời, đúng là tôm chỉ được cái sĩ diện. Trời ơi, bánh xe lăn mất rồi kìa. Đuổi theo mau. Các bạn thấy anh Tây đóng giả làm mèo tôm có buồn cười không nào? Cuối cùng thì bánh xe cũng về đến nơi. Tôm cũng đã mệt phờ cả ra. Hết bánh giờ đến xe chạy kìa Tôm. Không chỉ anh nghèo thì lên xe anh đèo này. Ôi không, như vậy là chàng tôm của chúng ta bị ra rìa rồi. Các bạn nhìn diễn viên của chúng tôi kìa, các bạn có buồn cười không? Đêm kinh hoàng. Xin chào các bạn, đây là Tôm và chú chó bạn thân. Họ đang xem phim thì phải, một câu chuyện kinh dị ư? Tôm này, rõ ràng là sợ mà còn giả vờ gì không biết. Đó, tôi biết ngay mà. Phải núp vào nồi nữa, đúng là chịu luôn ấy. Có gì ngoài kia vậy nhỉ? Trời ơi, đừng lại đây. Mà hình như sai sai. À, biết rồi, vì là tôm đúng không? Nãy giờ không thấy tôm đâu cả. Hóa ra đi hóa trang để dọa ta. Đồ ăn đến đây, đồ ăn đến đây. Ủa, không phải tôm sao? Lũ nhãi còn dám trêu đùa ta à? Không xong rồi. Trời ơi, có ai không? Hi hi, tớ là Angela đây. Ngạc nhiên chưa? Các cậu sợ cái gì cơ chứ? Tôm
tâm sinh tướng, bướng thì gặp tôm. Angela đang làm gì đây nhỉ? Chụp ảnh sao? Wow, tôm và chó đang ngủ trưa này. Angela hình như đang nghĩ ra trò gì thì phải. Ai chà, tôm bị đánh thức rồi. Chắc chắn là thằng chó này. Ủa alo, tao có làm gì đâu. Khổ thân chó quá, đang yên đang lành bị đổ oan. Lại thêm gì nữa thế này? Angela đang cười rất là mãn nguyện. Tôm nghĩ ra kế hoạch để trả thù rồi. Họ đang bơm nước vào bóng bay. Và Angela đang bị tấn công dữ dội, nhưng có vẻ cô nàng chẳng sợ gì hết. Ui, tôm bắn hạ khinh khí cầu mất rồi. Thấy không, tâm thì sinh tướng, còn bướng thì gặp tôm. Quẩy lên mèo tôm. Hai, Angela đang nghe opera, còn ông tôm thì tìm cách phá đây mà. Nhìn cái mặt mà Angela kìa, ai lấy mất sổ gạo nhà bà. Đổi nhạc. Ai chả, nhạc này có vẻ đúng như tôm rồi. Quẩy nhiệt tình quá hỉ.